Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi chùa Lầu cả nhà ơi. Chùa Lầu thì nằm ở huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang cả nhà. Mời cả nhà cùng theo chân mình để đi viếng chùa nha. Quá đẹp luôn cả nhà. Đây qua giấy quá đẹp luôn. Bà vô đây chụp hình đẹp nè hảo ha. Phong cảnh đẹp quá. Đi đâu vô đây vô chùa. Thank you.
Trước Tết.